Cái dàn xới xay nào con xay chừng nào xay nha, đã lắm. Muốn xay chừng nào xay à? Sướng lắm. Đây, muốn xay chừng nào xay nha. Dở lên nè, con dở này lên nè. Đó, bắp này vô, xay chừng nào xay thấy không? Không, con xay chừng nào xay. Xay 365 độ luôn thấy không? Không, muốn chạy chừng nào chạy. Xong rồi gọt xuống luôn nè. Nếu mà về nhà cho gọn là gọt xuống luôn nè. Không, không. Gọn khơ thấy không? Đó, gọn khơ. Còn theo khơ tăng đuôi lên cho vừa cái tầm của bà con. Thấy không? Xiết lại. Muốn chạy chừng nào chạy, tùy bà con. Còn cây này nữa nè. Cây này có thể kéo lên về nữa nè con. Đây nè, cây dặn số nữa không? Con dở lên, dặn. Bỏ xuống. Đơn giản. Rất là đơn giản nha. Dở lên bỏ xuống. Đó bà con, quan trọng bà con coi. Đó là hơn 50. Đã không? Quay vòng 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 luôn nha. Quay thử cho con nha. Đơn giản. Còn sới nữa là con. Đó, sới đó. Còn thấy không? Sới là con chỉnh cho phù hợp nha. Xoay ngang được nè, quay cho con coi. Alo, nghe không? Xoay đủ chiều luôn bà con, xoay đủ chiều luôn. Đây có xoay cái này nè, đây gỡ qua thì ra luôn, xoay để đủ chiều luôn. Cho bà con đi ngang á, bà con đi ngang là nó đó. Bà con đi ngang nha. Rồi, đi ngang được luôn bà con. Con đi ngang thì xếp lại vậy nè. Đó, đi ngang thì được luôn á. Cứ chạy thôi. Thấy đã không? Xây đủ chiều rồi con. Rất là ok. Giờ anh quay lại chiều kia đi ha. Đó, cây này là trả lên. Đó. Đến. Đến. Yeah.